Hello mọi người, lại là mình Sunny đây, chào cả nhà yêu quý Sunny nha. Ok, hôm nay có bản cập nhật mới và chúng ta sẽ có sự kiện mới luôn. Và mình sẽ đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay, giới thiệu cho mọi người bản cập nhật luôn ha. Đầu tiên là quà bảo trì. Có khá là nhiều quà đó. Đầu tiên là để mình inbox xin cái hộp kim cương này nha. Xem thử là... Oh wow, chính viên không ngoài dự đoán. Tự nhiên cách cho mình ba quảng sắc gì vậy trời. Rồi, cái bong bóng này nó mới xịn nè mọi người. Hơi bị bự luôn á. Size XXL nha, bong bóng khình khí cầu. Và cuối cùng là cái đồ để mà mời tiệc á. Bây giờ mình sẽ lôi thử cái quả bóng đó ra cho mọi người xem, nó bự lắm. Mọi người thấy chưa, trời ơi, siêu khổng lồ luôn á. Cái này đi thì đứa nào cũng nhìn mình luôn á mọi người. Nhưng mà thật ra là ai cũng sẽ được phát một quả bóng như thế này nha. Ok, còn về sự kiện là khi mọi người vừa đáp xuống đảo Kaya thì mọi người sẽ được chuyển tới cái bảng sự kiện luôn. Đầu tiên là bảng điểm danh kỷ niệm 2 năm thì chúng ta có quá trời quà luôn nha mọi người. Cái bảng điểm danh này là 1 nè, rồi cái tòa nhà trong khu downtown là 2 và cái thêm cái điểm danh của VNG là 3. Trời ơi, đợt này mình nhận quá trời quà mọi người nha. Ở cái bảng này cũng có khá là nhiều cái quà giá trị như là cái trứng cáo nè, cái cúp bông này hay là kim cương. Và cuối cùng cái ngày 28 chúng ta sẽ nhận được một cái xe. Cái xe này thì khá là giống với cái xe bánh kem mà hồi trước bán bằng tiền á mọi người. Ok, tiếp theo là cái bảng đổi quà cả vũ trụ cũng muốn chúc mừng này. Thì chúng ta sẽ có một loại xu mới là xu 2 năm nha. Thì tương ứng với những cái mốc này mình cũng sẽ nhận được thêm quà. Và mọi người cũng thể sẽ dùng cái xu 2 năm này để đổi những cái phần quà bên dưới. Đây là cách kiếm xu 2 năm nha. Quà thì rất là sặc sỡ luôn. Tuy là chủ đề nó cũng là về người ngoài hành tinh như hồi trước, nhưng mà tất cả những cái món này đều là món mới và nó sặc sỡ màu sắc hơn nhiều ha. Đồng thời mọi người sẽ hoàn thành những cái nhiệm vụ trong cái sự kiện nuôi bé alien này. Thì những cái sự kiện này cũng sẽ giúp cho mọi người kiếm xu 2 năm để đổi quà nha. Ví dụ như là mọi người sẽ hoàn thành những cái nhiệm vụ do đặc vụ MG hoặc là đặc vụ K sẽ giao cho mọi người làm. Ngoài ra thì còn có đặc vụ Frank ở bên cái khu downtown nè, với là một vài cái nhiệm vụ khác, chụp ảnh cùng cái bánh kem kỷ niệm 2 năm, hoặc là làm nở trứng không xác định, hoặc là đạt điểm A cộng ở trường. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm tất cả những cái nhiệm vụ đó nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ gặp đặc vụ MJ và đặc vụ K để hoàn thành những cái nhiệm vụ của họ. Nhiệm vụ đầu tiên là mình sẽ đến ở khu vực đằng sau để mình chào hỏi những cái bé alien mới. Mình làm quen trước để lát nữa có làm những cái nhiệm vụ thì mình cũng sẽ đồng hành cùng với những em bé alien này. Và thậm chí là trong cái quả trứng bé mới chúng ta cũng sẽ nở ra một trong những em bé alien này nha. Từ nhiệm vụ thứ hai thì nó sẽ khó hơn một chút xíu, là đặc vụ K sẽ yêu cầu mình chế tạo những cái món đồ. Thì mọi người tới cái xưởng chế tạo và ở đây chúng ta sẽ có cái món cần chế tạo là đinh vít tàu vũ trụ. Cái đinh vít này thì mình sẽ cần cá tuế và cần thêm cái món súp alien này. Thật ra thì cái đợt trước, cái đợt sự kiện ngoài hành tinh mà bạn nào có tham gia thì mọi người sẽ nhận được cái máy. Và cái máy đó có thể giúp mọi người chế ra súp alien đó. Còn bạn nào chưa có thì có thể ghé nhà mình nha, mình sẽ mở cửa để mọi người có thể vào làm. Còn về cá tuế thì nó là bóng một và nó cũng xuất hiện khá nhiều chỗ, thế nên là nó cũng dễ câu á mọi người. Mọi người có thể câu ở hồ bơi trong nhà, hoặc là cái hồ ở trong khu downtown, hoặc là cái hồ ở trong khu trung tâm. Nói chung là hồ nào cũng được nha. Còn thật ra về súp alien á, mà nếu mọi người không có vào nhà mình mua, mọi người cũng có thể tới cái tiệm cà phê ở trong khu thị trấn để mà mua nha, khu hometown nha. Sau khi mà đủ nguyên liệu rồi thì mọi người trở lại cái xưởng chế tác để mà có thể chế tác ra cái đinh vít vũ trụ ha. Có một số món như là cái sticker vũ trụ hay là cái sơn mặt cực quang, nó cũng sẽ cần một vài món để mọi người có thể chế tác. Thì tranh thủ lúc mà đi làm những cái nhiệm vụ khác mọi người kiếm luôn nha. Ok, đã có đinh vít vũ trụ rồi, bây giờ trở lại và giao cho điệp vụ thôi. Tay và nhiệm vụ thứ ba là nhiệm vụ đi tìm những cái mảnh của tàu vũ trụ. Sẽ có rất nhiều vị trí, mình sẽ gợi ý cho mọi người một vài vị trí để mọi người có thể tiện tìm hơn nha. Đầu tiên là ở trên xe Rolls Royce màu trắng ở ngay trước cái khu bán ô tô. Cạnh đó có cái lều tiệc nhà và phía trước có cái bàn á mọi người, ngay trên bàn nha. Đi ra xa một xíu ngay chỗ thùng rác là mọi người sẽ thấy một cái mảnh vỡ thứ ba. Mảnh vỡ thứ tư mọi người quan sát này, cái chỗ góc bên trái của tòa nhà trung tâm thương mại. Vị trí tiếp theo sau lưng của cô tiếp viên hàng không. Vị trí thứ sáu là nằm trên hàng ghế ở cái sân vận động gần trường. Rồi bây giờ đi vô trường là vị trí thứ bảy, nó nằm ngay trong khuôn viên trường luôn nha. Vị trí thứ tám mọi người đi lên phía trên cái chỗ mà lên khinh khí cầu á, đó nó nằm ngay lấp lánh ở đó đó. Rồi vị trí tiếp theo là nằm trong cái khu nhà ma ngay cái khoảng đất này nha. Một vị trí nữa nó nằm ngay sau cái bảng gần tàu điện ngầm á, và cạnh cái cây gần đó nó cũng sẽ có một cái nữa luôn. Vị trí thứ mấy rồi mình cũng không nhớ nữa. Tiếp theo là nằm ngay ở chỗ cái tiệm thuốc cưng, và một cái vị trí nằm gần cái chỗ mà con bé nó bán trứng cáo nha.
Tiếp theo là một vị trí nằm sau cái loa ở trên sân khấu, đoạn này buổi tối rồi nên là dễ tìm hơn á. Vị trí nữa là nó nằm ngay cái chú mà bán phố bông á mọi người. Rồi bây giờ chạy qua cái khu đu quay á, ngay cái chỗ bán vé nha. Từ chỗ đu quay chạy qua chị bé bán kem cũng sẽ có thêm một cái mảnh nữa nằm ngay sau chị bé bán kem luôn nha. Và vị trí cuối cùng mà mình tìm được đó chính là ngay cái chỗ hồ cấm câu cá trước mặt trường nha. Thật ra mọi người kêu là còn một vị trí nữa ở trên cái hồ bơi trên tòa nhà chơi game, thì mọi người có thể lên đó để tìm ha. Ở đây hoàn thành cái nhiệm vụ đi tìm những cái mảnh của tàu vũ trụ nha. Tiếp theo đặc vụ MJ sẽ yêu cầu mình đi chế tác những cái món khác ở trong xưởng. Thì như lúc nãy mình nói với mọi người, có một vài món là sẽ cần một vài cái vật dụng phải mua ở trong siêu thị hoặc là phải đi bắt côn trùng, nên là bây giờ mình sẽ làm trước luôn ha. Đầu tiên là mình sẽ cần phải mua những cái trái cây như là cái que nho này nè. Mọi người có để ý là hôm nay siêu thị đông hơn bình thường không? Tức là do mấy bạn cũng đang làm nhiệm vụ, mấy bạn cũng vào để mua nguyên liệu đó. Thì mình sẽ mua thêm nho nè, thêm đào và thêm cà chua. Và cái thứ cũng xài nhiều không kém đó là chai nước nha. Mọi người mua thiệt là nhiều chai nước này cho mình nha. Nhưng mà những cái nguyên liệu này á là dùng để chế tác cái sticker vũ trụ. Còn cái mình cần tìm, cần làm là cái sơn màu cực quang ấy. Cái đó thì mình phải đi bắt côn trùng mọi người ạ. Về bướm xanh á thì mình thấy nó xuất hiện nhiều ở khu camping hơn. Thế nên là muốn sang bướm xanh mọi người qua khu camping cho dễ bắt nha. Còn bướm vàng với lại bướm trắng thì mình lại thấy là mình bắt được nhiều ở cái khu hometown. Cái này cũng sẽ tùy vào nhân phẩm cái ạc của mọi người nữa. Nhưng mà theo cái ạc của mình là nó sẽ là như thế ha. Ok, bây giờ sẽ chế tác cái sơn cực quang nha mọi người. Và mọi người biết sao không, để làm cái nhiệm vụ đợt này, cái sự kiện đợt này, mình đã mua gói tím mọi người à. Mình vừa out ra và mua gói tím xong tức thì luôn. Hiện tại sau khi mà mình trả cái sơn cực quang về cho điệp vụ thì nó hết nhiệm vụ nha mọi người. Có thể là ngày mai mình sẽ có những cái nhiệm vụ khác, ví dụ như là cái nhiệm vụ nào đó liên quan tới cái mình vừa chế tạo là cái sticker vũ trụ đó. Sau khi mọi người làm nhiệm vụ của những đặc vụ thì mọi người cũng thấy là mình hoàn thành được 1-2 cái điểm nhỏ trong phần nhiệm vụ của nuôi bé alien. Và bây giờ mình sẽ làm những cái nhiệm vụ khác nữa nha, ví dụ như là chụp ảnh với cái bánh sinh nhật 2 năm tuổi này. Có một cái nhiệm vụ là mua đồ ăn của Frank ở bên khu downtown thì mình chưa có làm, bây giờ mình sẽ làm nha. Cái nhiệm vụ giai đoạn ngon của Frank thì nó sẽ không khó nhưng mà nó quặn á mọi người. Mình phải qua bên thị trấn mình tìm Pip Pip, đứng ngay cái chỗ mà cái quầy bán cà phê đó để mình mua cái kẹo mút. Xong cái mình phải đem qua lại bên khu plaza cho một con bé alien ở bên đó. Thì nói chung là không khó nhưng mà sao nó chạy hành mình chạy quanh đó mọi người. Và chúng ta phải cần làm 10 lần như vậy, mình không biết là nó có thay đổi món ăn không, nhưng mà để lặp lại 10 cái nhiệm vụ y chang như vậy thì có bộ hơi nản á. Có một cái nhiệm vụ khác là làm nở một cái trứng bất kỳ thì mọi người có thể vào khu downtown. Ở đây nó có bán những cái bé alien đã nở rồi, nhưng mà giá hơi chát nha, toàn là 250-300 kim cương hết. Thành ra là nếu như mọi người thích con nào cũng được á, thì mọi người có thể mua trứng như thế này. Mọi người mua trứng là nó nở ra random trong mấy con này ha. Còn nếu mọi người thích một em ở nào ở trong này thôi thì mọi người có thể bỏ một số tiền lớn kim cương để mà mua một em hẳn hoi luôn ha. Còn mình thì vì làm nhiệm vụ thế nên là mình sẽ mua một cái trứng trước và về ấp xem thì là nó sẽ nở ra con gì. À, nó nở ra bé Yoyo. Bé này thì mình cũng thích so cái bé mà hình mây á mọi người, thích so bé đó thôi nên là cũng ok. Và mình sẽ đặt cho bé đó tên là Ple Ple, bởi vì là cái lưỡi nó đó mọi người, nó sẽ kiểu như là người ngoài hành tinh nên là nó sẽ bay lên một xíu nha mọi người ơi. Mình lại vừa hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa nha mọi người. Bây giờ mình sẽ làm, mình vừa đạt được cái mốc thứ nhất luôn nè mọi người. Đó là mình sẽ nhận được mấy cái khối nha mọi người. Khối Popo, khối Pu, khối Kiki và 200 xu 2 năm. Và cái món quà của coi bộ cũng xịn đó. Thì mọi người có thể đổi trước hoặc là mọi người có thể dùng một lần xu 2 năm đổi một lần cũng được nha. Và mình sẽ đi làm cái nhiệm vụ cuối cùng, đó chính là đạt được 3 con A cộng tại trường học. Thực ra thì cái nhiệm vụ này đối với mình nó không khó. Có một số bạn kêu là cái nhiệm vụ này khó, nhưng mà mình thấy là với những cái môn, ví dụ như là môn toán cao cấp hay môn thức ăn hoặc là môn ghép hình thì mình thấy nó dễ mà mọi người dễ đạt được A cộng ấy, nên là mọi người cứ vào học một ngày là sẽ đạt được nha. Lúc mình vào thì nó có mấy cái tiết như là tiết toán cao cấp và một tiết là tiết nấu ăn, thì may mắn là mình cả ba tiết này đều đạt A cộng và hoàn thành cái nhiệm vụ luôn. Ở
đây. Còn những cái nhiệm vụ còn lại như là nhiệm vụ giúp đặc vụ nè, hay là nhiệm vụ giai đoạn ngon thì mình sẽ để lại và đợi những ngày sau làm tiếp nha. Tại vì bây giờ cũng hết lượt rồi á. Đây, nếu mọi người còn câu hỏi nào nữa thì hãy comment phía bên dưới cho mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm nút đăng ký để xem mai như sầm xí vậy nha. Tạm biệt mọi người. Sayonara. Mata ne.